Dạ, xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Và bây giờ là buổi tối ngày 3 tháng 12 năm 2023 vậy. Hôm nay em xin cập nhật tình hình thời tiết cũng như là ngập lụt khu vực Diên Khánh cho cô chú anh chị bạn cùng tham quan nha. Ở phía trước màn hình quý vị á, đây là những hình ảnh của con đường quốc lộ 27C. Hướng đi thẳng ra một xíu nữa vì phía trước đó là giao với con đường quốc lộ cũ á, là con đường Lạc Long Quân á, ngay ngã chỗ đó gọi là ngã tư Đà Lạt thì hướng đó thì ra là rẽ bên tay phải là hướng đi trên hướng đi vào Nam trên đường quốc lộ cũ. Đi thẳng nữa thì sẽ là qua con đường đại lộ Quảng Giáp hướng đi về trung tâm của thành phố Nha Trang. Đoạn này em thấy là nước mập ngọc mà mênh mông hết rồi, vì ở đây họ có để cái bảng nè, cảnh báo nè, cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm người và phương tiện qua lại nè quý vị. Đó, em vào đây em quay cho cô chú bạn như này xem thôi chứ đi qua chắc không qua được đâu, nước ngập bền bồng hết rồi. Khu vực đây là những cái cánh đồng ruộng, cánh đồng ruộng hai bên là cánh đồng ruộng và con đường là đường bê tông ở chính giữa. Ngay chỗ này thì nước nó cũng ngập và nó tràn qua đường bê tông hết rồi, cho nên người ta phải để cái bảng cảnh báo vì để người dân đi lại cẩn thận nè. Thì theo dự báo thời tiết mấy ngày trước Nha Trang cũng mưa dữ lắm, vì mưa cũng 2-3 ngày trước là cũng mưa, và ngày hôm nay chứ tối hôm qua là mưa nhiều nhất, cho nên là hồ Suối Dầu cũng như là hồ Chúa là xã điều tiết lũ. Không biết là cái lượng nước nó có nhiều hay không, chứ đợt trước thì cũng đã mới vừa ngập xong bữa trước rồi, đợt trước rồi. Trước thì cũng rất may là nước chưa vô nhà quý vị. Chỉ có những nhà nào thấp lắm á thì nó sẽ vô thôi, còn đa số thì vô sân. Nước đang chảy qua tràn qua đường này, cho nên là họ phải để cái bảng cảnh báo ở phía trên. Thì chú các bạn phải để cho người dân rồi cũng như là họ phải đi qua đây nguy hiểm. Đó, nước nó chảy mạnh chảy xiết rồi đi trên đường này là nó đẩy trôi luôn quý vị. Khu vực đây là mênh mông biển nước hết rồi. Phía ngoài kia là con đường là quốc lộ 27C hướng đi qua đèo Khánh Lê đi Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời quý vị di chuyển theo hướng này cũng là cái hướng đi lên cái đoạn đi vào cao tốc Nha Trang Cam Lâm đầu bên phía của huyện Diên Khánh. Ở phía ngoài kia là đường quốc lộ vậy. Từ chiều này là bắt đầu trời cũng sững mưa rồi, rất là may. Hy vọng là ngày mai trời nắng ráo và tối nay đừng có ngập lụt quý vị ơi. Thường thì cứ xả lũ vào buổi chiều á là bắt đầu tối là ngập lụt như bữa trước cũng vậy. Bữa trước là tối là ngập thôi, ngập bền bồng, nước lên rất là nhanh luôn. Xả cái lượng lớn thì nước nó sẽ nhanh rồi, lên nhanh lắm. Thường ngập thì ở khu vực của xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, con đường 3 tháng 10 là chia cắt luôn. Đây, ra đây là con đường quốc lộ 27C. Rồi, giờ anh định đi rà cá này rồi. Bên kia đường cũng vậy luôn, bên kia đường là hình như là họ cấm không cho đi luôn á mình, giăng dây luôn rồi. Cái chỗ này lúc nãy thì họ còn có một mé để đi được, còn này là cấm tuyệt đối luôn nè, giăng dây luôn nè. Kia là họ còn có thể cho ngõ đi qua, còn đây không có ngõ qua luôn. Đây là cũng là cái con đường bê tông hướng đi vào nhà dân nè. Khu vực đây là những cánh đồng ruộng thì cũng ngập hết rồi.
cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm người và phương tiện qua lại, giăng dây luôn. Mấy cái nhà mé bên kia không biết có nước, chắc nó vô sân hết rồi. Nhà gần mấy cái đám ruộng ấy này nó hay ngập mà. Rồi bây giờ đi trên con đường quốc lộ 27C này, hai bên là mênh mông nước. Đây là trồng la ghim rồi nè quý vị. La ghim. Chuối. Ở phía từ xa kia là nhà dân kìa. Nhà dân mà có cái con đường hướng đi vào này. Mà chắc con đường này không đi được nữa rồi, ngập hết rồi. Cái nhà nó không biết có bị chia cắt không. Có ngõ để đi ra không? Nó dọc đây hết rồi. Chuyển thẳng hướng này thì sẽ đi cái hướng vào cao tốc này, cũng là hướng đi Đà Lạt nữa. Wow, chỗ này nước bên bồng luôn. Ừ, nước nó chảy cuồn cuộn luôn rồi. Chỗ này nó có một cái mương. Chỗ này nó có một cái mương thoát nước này, cho nên là nước nó chảy ra đây cuồn cuộn luôn này, xiết này. Một cái cống nó nằm ở phía dưới của con đường quốc lộ 27C, vì hướng từ bên kia của con đường nó tràn qua, nó đổ qua đây. Ở bên kia là như một cái dòng sông mênh mông biển nước rồi. Ở chỗ này nó có một cái con mương, một cái cống nước, nước nó mới đổ từ bên đó đổ qua đây nè. Trời ơi, cuồn cuộn luôn. Và khu vực đây là nhà dân kìa, nhỏ. Hướng này do nước đang chảy theo hướng này nè, trên mấy nhà dân ở đây cũng đỡ. Nếu như nước có lên cao lắm thì nó cũng vô sông thôi. Nhà thấy cũng cao quý vị. Nó đang ngập con đường. Ngập bụi chuối trước nhà thôi. Nước chỗ này chảy mạnh. Nó sấy chỗ đây luôn nè. Đổ ra các cái hướng của các bờ biển. Nước nó đổ ra tuốt kia, mấy nhà đằng kia chắc cũng bị nước vô á.
là có con đường để đi vào nhà dân này. Đây. Có con đường đi vào này. Đây họ cũng để cái biển cảnh báo nè. Đó. Cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm người phương tiện qua lại nè. Nhưng mà họ không có dán dây. Ở đây có nhà dân để họ đi ra đi vô vì chỉ cảnh báo này cho biết thôi. Đây là cái đường mà để đi xuống hướng xuống nhà dân lúc nãy á. Đây nước nó ngập vô đường rồi này, nó tràn vô đường. Chỗ này nó thấp đó mày. Đoạn này thì không sao, đoạn này mấy nhà chỗ đây thì nước nó chỉ tràn vô đường thôi, vẫn vô nhà được. Nhà rất là cao luôn mày, nhà ở đây cao lắm. Sân cũng cao, nhà nó cũng cao. Đây, chỗ đây là cái mương nước mà đổ ra kìa. Hết đường đi rồi, ở đây là vô nhà, hình như nhà dân cuối cùng rồi sao. Đây nó ngập trước cổng nhà xíu thôi, tại nước nó đang tuôn, nó chảy ra hướng phía dưới kia mà. Mé bên này là mé cao, còn dưới kia mé thấp, cho nên nước đang tuôn về hướng đó. Đây chỗ này là cái cống nước. Cống nước mé bên kia của con mé bên kia của con đường nó đổ qua đây. Dân cuối cùng rồi, các đường cục rồi. Vô nhà dân rồi. Đường này vô nhà dân chứ hình như không có ngõ thông. Nhà quê cảnh thôn quê mà, đây dân chủ yếu làm rúa này.
khu vực ở đây là của Diên Khánh là gọi là còn sót lại, còn lúa được nhiều thôi. Ở chỗ này có một cái cổng vô nhà người ta là ngập hết luôn rồi nè. Đa số người dân làm lúa, và khu vực ở đây là cái của Diên Khánh là còn sót lại và những cái nơi trồng lúa nè. Tương lai không biết như thế nào. Như những cái tour mà du lịch, tour của các khách quốc tế thì họ thường thích đạp xe đạp đi qua những cánh đồng quê ở đây của Diên Khánh lắm. Từ vị trí này quý vị đi Đà Lạt khoảng 120 cây số nữa. Phía trước mình quý vị là con cái cầu Suối Dầu quý vị. Cầu Suối Dầu bắt ngang qua con đường quốc lộ 27 này, cho nên đoạn này là nước nó đổ ra cũng xiết lắm nè. Ui da. Ở nước ở đây nó tràn ra hết khu vực của những cánh đồng ruộng ở đây. Hết hồn luôn á. Khu vực đây thì con đường nó tối thui rồi vì nó không có điện đường. Chạy tới đoạn kia hình như có được mấy cây điện đường. Đây, đây là cái cầu Suối Dầu. Nó có một cái con đường hầm đi xuống ở phía dưới đây, nước khu vực đây là nước nó tràn ra về ruộng. Hướng của phía dưới chân cầu, phía chân cầu Suối Dầu đó mày. Đó, phía trước là cái cầu Suối Dầu ở dưới chân cầu này. Anh này đang thả lưới. Đó, đang thả lưới nè. Có cá không biết. Được một chú cái gì đây? Đó, chú cá trắng hay gì vậy? Được cá lâu kiến hả? Bắt được một con cá lâu kiến. Trước kia là cây cầu dưới cầu Suối Dầu. Dưới cầu Suối Dầu này nó có một cái con đường hầm chui, con đường hầm chui ở phía dưới của đường quốc lộ, quốc lộ 27 chạy ở phía trên, và còn con đường hầm nằm dưới đó. Ở đây là hướng đi vào khu dân cư được. Còn muốn rẽ lên lại quốc lộ 27 thì đi quần lên đây thôi, nó có hai đầu hết, một đầu bên kia, đầu bên đây, hai đầu. Muốn băng ngang qua đường cũng được, còn muốn đi để an toàn thì đi xuống dưới hầm là an toàn hơn.
đi bên kia thì đi quần xuống dưới hầm, còn đi hướng từ trên này thì đi quần xuống dưới hầm. Khỏi phải băng qua đường đó. Họ làm cái đường hầm đó mục đích để cho người dân đi ở phía dưới đó, dưới con đường là nó an toàn hơn, khỏi băng qua đường quốc lộ 27C. Gần chỗ ngay cầu Suối Dậu rồi. Thôi, trời cũng tối thui rồi, không thấy gì nữa hết. Thôi em cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin trân trọng mến chào và hẹn gặp lại.